nhà, đây là cái gì nè? Đây chính là một ly sầu riêng dầm rất là thơm, rất là ngon, rất là béo ngậy. Và trời ơi, quay từ sáng tới giờ mà có một cái ly sầu riêng như thế này thì còn gì bằng nữa các bạn ơi. Và anh Thành cũng rất là thích ăn sầu riêng. Để dạo qua mời anh Thành ăn nhé. Hốc e bạch bao xôi chiên xôi mặn cà phê thuốc lá đây. Hốc e bạch bao xôi. Yêu nghiệt, yêu quái đi ra các. Cái này không phải đồ mặn đâu anh. Cái này là đồ ăn. Ôi, yêu quái đi ra các. Không, cái này ngon lắm anh ơi. Dạ, mẹ thương mẹ độ phù hộ cho mấy đứa. Mà nó ăn họ nó bị trúng thực cũng đi tè ra. Anh ơi, cái này là quán nổi tiếng, quán mà anh hay dắt em đi ăn á. Nọt cái hồ luôn, trời ơi. Nó béo mà nó thơm. Béo mà nó lạnh lạnh nữa. Mà nó thêm miếng sữa gì trắng trắng. Mày ăn ở như vậy mà mày ăn phải được cả dạ. Hả? Mày nghĩ sao mày ăn một mình, người ta đang giảm cân rồi hợp tác tới đi. Đi ra ngoài kia ăn, thấy không? Phát cái mới gì làm vô đây, rồi đưa đây rồi dịu như đi cho người ta. Rồi một lá cặp cái ly này, rồi ví dụ ta lỡ người ta ăn giùm ta, chứ người ta ăn rồi sao? Được. Tâm bất biến với dòng đời dạng biến, tâm bất biến. Tâm bất biến với dòng đời dạng biến. Không quả hay không là nó không. Nằm ở chỗ này nè. Hai tuần rồi đã nhịn rồi, không được vậy ăn không. Hai tuần rồi nhưng Mày đi đi. Đây là điều quan trọng. Mày đi đi. Em nói thiệt, cái này không thơm em làm con chó luôn hả? Chó luôn hả? Không phúc. Mày làm con chó đi. Con chó nó không ăn được đi. Nói vậy thôi nhưng mà nó ngon lắm, thơm lắm. Mày. Tao ăn tao làm mới là con chó đó. Thành một muỗng không mập đâu Thành. Mày đi liền cho một muỗng không mập, anh tin lời. Dạ, anh. Đây là không chuyện. Bây giờ mày đi chưa? Tao kêu anh Trống Chiến Hồn. Trống Chiến Hồn. Trống Chiến Hồn. No, Trống Chiến Hồn. Trống Chiến Hồn. Trống Chiến Hồn. I don't know. Đi. Yêu kìa. Ăn mà đi bắt đi không? Ăn mà đi bắt đi không? Anh mày sẽ mập. Chánh quả. Mày sẽ mập. Mày sẽ xấu. Ngày em mập là ngày em vui. Lúc đó anh sẽ lấy 6 muối để đập vô mặt em bảo dạ ơi. Sầu riêng này dạ, sầu riêng này dạ. Sáu muối sầu riêng trong ly này là vậy hả? 6 muối không? Một miếng đâu. Chúc em có một muối nha dạ. Không mập đâu. Đi đi. Sống trên đường đi. Ta không thấy. Ta không thấy yêu nghiệt. Đáng thương lắm. Trời ơi, mình đi ăn, mình post lên trên Facebook, mình chi món này, món nọ, món kia. Để rồi bây giờ mày đặt giảm cân, nhột. Xin ăn chứ Thành. Dạ. Thành ơi, em có đũa sẵn nè anh Thành. Anh Thành ơi, em ăn ké chứ. Không có đũa sẵn. Trời, đâu là sẵn luôn vậy trời. Đó. Ủa sao cái ghế chị Hương cao dữ vậy nè? Em, ghế, em. Ghế của chị Hương có cái này nè. Nhỏ này. Hàng chị trên nó ngồi cao vậy. Dạ. Thiệt. Thì quá. Ở dưới còn cái chân để chân nó. Con ghế để chân em. Người em kiểu em dành mặt sao? Ghế để chân em chị Hương đó. Trời ơi dễ sợ. Trời đất ơi, còn cái này cái guốc của chị Hương nè mọi người ơi. Nè. Mày kỳ quá vậy. Con này. Anh, em đâu có biết đâu. Thôi để giấu đi chị biết chị chừng. Nhưng mà bây giờ em ngồi cái ghế này em cao hơn anh rồi sao? Cao hơn anh rồi sao? Khó ăn quá à. Tùy miếng nha. Ủa anh đang giảm cân hả? Giảm cân. Ăn rau không đấy hả? Trời rau mà sao anh ăn ba cái sốt mà có chất béo nữa mới vậy anh Thành? Trời thèm hả? Trời giờ ăn rau, lát nữa vô quất ly bơ sầu riêng. Nữa vô quất ly bơ sầu riêng. Ê. Bác giỡn. Trời, đời sống có bao lâu đâu không? Giảm cân gì giảm cân hoài. Giờ mà cứ vậy hoài đâu được. Đúng. Làm cực khổ. Đúng. Như trâu như bò. Đúng. Ngày không có tiền ăn cơm. Tự nhiên giờ người làm có tiền kêu nhịn cơm. Đây bởi. Lạ lùng. Ăn nhiều giờ rồi. Ủa mập nướng nè. Ngon mập lắm. Rồi không sao đâu, không mập đâu mà ăn đi. Ăn có sức giảm cân. Giờ cái giò không mập nè ăn thêm. Em còn ly trà sữa với lại ly nước. Không có sao đâu ăn đi, mà ăn có sức giảm cân. Không mập đúng không? Không mập đâu. Ăn sao nhiều vậy? Mà sao bún không vậy? Cho anh thêm miếng thịt đi.
đừng nói ai biết kỹ nha, em nói anh đang giảm cân. Ok, anh không nói đâu. Cho tao miếng chả giò nữa thôi. Uống nữa coi. Bớt bún lại, bỏ thêm thịt đi. Chị ăn ít thôi. Chị ăn như thế thì làm sao mà đi vừa cửa? Ăn như thế thì làm sao mà đi vừa cửa? Ở trước mắt chỉ có hai cái đường ra hai bên, không đi chui vào cửa đi, chi cho nó chen chúc nhau thế. Cái gì chị Dạ, em đang làm việc chị Dạ? Em nhớ về Photoshop rồi. Thôi để hình thật mới đẹp chị ơi, tự nhiên Photoshop chi? Thôi tại chị đang mập đó, em nhớ Photoshop cho nó. Không được chị. Đi mà chị. Thôi lương tâm nghề nghiệp không chứ. Nghĩ về nhớ Photoshop hình cho chị nha Nhân. Thôi em bỏ đi. Photoshop hình giùm chị đi mà. Bà Dạ báo quá mập rồi cho nên là bà. Đưa. Nhớ Photoshop hình giùm chị nha cưng. Bảo kiểu giúp em. Em ơi, nhớ Photoshop hình giùm chị nha. Em đang làm việc chị Dạ, giá chị. Nhưng mà em nhớ Photoshop hình giùm chị nha. Dạ chị ơi. Luôn á trời. À anh nghiêng qua anh tạo kiểu đối đầu giúp em. Ăn cho cố vô. Rồi xong rồi bây giờ rồi, cảm ơn quay rồi năn nỉ ô tô chỉnh hình. Ủa em đâu có thấy cái cầm chị đâu. Dạ em đi ơi, đừng tập thêm cái gì. Đó thấy chưa, chị Dạ ốm đó mọi người thấy chưa. Nhớ Photoshop nha. Quay cái này chị phiền lắm luôn á. Quay camera thật nghe không có bóp cái gì. Trời trời cao không có thâu. Mà ngó xuống đất thấy đất rộng thinh thinh. Cảm ơn em. Cảm ơn. Dạ em cảm ơn ban tổ chức đã nghĩ đến sức khỏe của Lâm Vĩ Dạ. Hiện tại thì Lâm Vĩ Dạ đang sở hữu rất là nhiều nước đó. Dạ sẽ uống nước để cho cái bụng nó no ra. Vì sắc đẹp mình phải giữ gìn, mình phải cố gắng như vậy, chứ không phải như ai kia. A few moments later. Tại vì biết sao anh Nghĩa anh đang mập á. Cho nên là anh Nghĩa mà anh ăn nhiều quá thì nó cũng không tốt. Mình thấy vậy mình thấy thương ảnh thôi, không thấy tội. Vì ảnh mặc dù biết ảnh mời lơi chứ sao mà ảnh mời mình ăn ăn hết rồi lấy gì ảnh ăn, mà ảnh mời lơi thôi. Nhưng mà mình thấy vậy mà mình vẫn cố tình mình làm ăn để là ảnh bớt mập lại. Mình chia sẻ, thà mình nhận mình mập đi, mình chia sẻ cái mập. Một mình ta mập dùm cho chúng sinh, ta mập dùm cho nhân loại, chứ nào phải ta uống vì đam mê của bản thân đâu nào. Ảnh tại vì ảnh lớn tuổi rồi, ảnh mập nhiều bệnh dữ lắm. Đó kệ, mình còn trẻ mình ăn đi, ăn được ngày nào hay ngày đó, ăn giùm ảnh. Mình ăn là mình tạo phước đó. Làm gì vậy Dạ? Làm gì vậy? Em đang ăn xương gươm. Ăn xương gươm hả? Sao ăn xương gươm không vậy? Chưa ăn gì trơn trọi mà sao ăn xương gươm? Để đỡ buồn miệng. Đỡ giống buồn như miệng. Là những người ta cai thuốc lá, người ta sẽ ăn xương gươm để không. Ủa, vậy là chú đen có hút thuốc lá hả? Không, còn em là em ăn em cái thói quen của em là em ăn nhiều cho nên em phải nhai xương gươm, cứ cứ nhai em hay buồn miệng. Đúng rồi, đang ăn kiêng thì tốt nhất là đừng có nên ăn nhiều, bớt mấy cái vụ tinh bột đường béo này kia, cơm này kia là bỏ luôn ha. Anh là coi như là bỏ cơm bao nhiêu lâu nay rồi, ví dụ mình có ăn, mình ăn đồ ăn không thôi, mình ăn rau củ quả này kia không thôi, hoặc là mình tiếp tế cho mình bằng cách là mình bổ sung các loại nước uống này nọ. Mình tiếp tế cho mình có năng lượng bằng cách bổ sung những loại nước uống. Đây anh tặng cho em nè, uống đi cưng. Uống cái này không có mập. Trà sữa trân châu không có gì mập hết trơn trọi á. Trời ơi em ơi, anh là có lòng tốt với em cho nên anh đưa em trà sữa để uống nha. Chứ nếu như mà anh ác với em là anh đưa cho em bột béo em uống rồi. Dạ. À thôi em cảm ơn Nghĩa, anh cứ giữ đi tại dạo này thấy anh ơi ốm yếu á. Không. Em đủ sữa rồi. Em thấy sữa em sợ lắm anh. Uống cho hai có đứa sức. Con rồi em nhìn sữa em quải dữ lắm. Một lát ra mà còn làm việc nữa em. Cảm ơn anh Nghĩa. Dạ. Vậy không uống vậy làm sao mà có sức mà làm việc? Em được rồi, em lo cho em được. Cảm ơn anh. Không có gì béo chứ có gì đâu. Trong đây chỉ là gì? Chỉ là sữa, đúng không? Sữa rồi đường không? Rồi chút bột béo vô thôi, tại vì phải có bột béo nó mới ngon. Rồi trân châu làm bằng gì? Là bằng bột. Bằng bột gạo, bột nếp, bột lọc gì đó. Nó chỉ có bột với đường với sữa thôi, không có cái gì khác hết trơn trọi. Bảo đảm mình uống vô không có bị mập, hiểu không? Dạ không. Em bây giờ em gọi là tinh thần thép lắm anh Nghĩa. Đừng có dụ dỗ em bằng. Vậy chứ nãy ai lén lén ăn mấy cuốn chả giò của anh vậy? Em không lén. Em không lén. Em ăn trước mặt anh mà. Em ăn trước mặt anh mà.
những cái đó nó không có béo, không có mập vào. Mấy cái này mập nè. Anh uống riết mà cái mặt anh bây giờ y như con Annabelle rồi đó. Thì bây giờ anh mới biết rằng là chả giò nó không có mập đúng không? Dạ. Khi mình thích ăn cái gì thì cái máu nó không mập. Dạ đúng. À, sữa mà kêu mập, mập cái chỗ nào mà mập không biết nè. Mập cái mặt á anh nghĩ, cái mặt á. Nha. Thôi chúc anh mập mà. Mập mặt nhiều sức khỏe. Mập là vô nghiệp đó anh nghĩa. Ăn trực là tạo phước đó. Mình ăn giùm người ta để người ta đừng có mập. Cho nên là đừng có những cái nhìn xấu về những người hay ăn trực.